Xin kính chào quý vị và các bạn. Yêu môn bộ môn ký ức xưa, đường danh lợi đánh quanh khắp nẻo, trốn thanh bình tìm lại ký ức xưa. Đó là những món đất bình dân của người xưa, đường không đi không đến, chuông không bỏ không kêu. Mình làm chưa kêu nhé, cầm trên cái quai của nó chứ. Còn đây, cầm cái quai. Dạ, chú cầm đúng. Cái đây là các bạn biết rồi. Ngày xưa là hay đây mua, như mua bán cà rem đó chứ này. Cà rem. Và đây là vào xe đâu, xe của Pháp này. Giá này là 900k nha cả nhà. Cái kẹp bao ship một miền Trung Quốc. Kẹp này 500k nha cả nhà. Bao ship một miền Trung Quốc. Một thời đã qua, nhiều anh em hồi xưa bán cà rem đây thanh đạt à. Và cái chuông này không có là họ đặt hỏi mua. Đây, kẹp này. Giá 1.600.000 nha cả nhà. Bao ship một miền Trung Quốc. Cái kẹp này 1.600.000 mà bằng giá luôn 1.600.000. Quý này nào thỉnh kẹp Phật Bà này 1.600.000 cái kẹp nha các nhà. Rất là đẹp, thần thái luôn. Mình đam mê hỏi chia sẻ giao lưu cùng quý em gần xa. Xin nhắc lại một tí, kẹp này 900 này, kẹp này 500, kẹp này 1.600.000 này. Bao ship mọi người Trung Quốc, giao tận tay tận ngõ nha nha. Giao hàng tận ngõ tận tay này. Cuối like, chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.